Bọn đi. Từ đâu vậy? Bọn đi sao amo? Yeah. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Hello Phala, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đông Bắc Lùi Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục quay lại về nông trại ở phía hai bản phía trong đấy nha các bạn. Thì hôm trước thì anh em mình có làm một cái bếp đấy các bạn. Thì rất nhiều bạn góp ý là sẽ xây cho cái ống khói nó cao lên đấy. Với là cao lên tầm gần 5 mét cho đỡ tốn củi, cũng như là vấy cái bếp ra đấy các bạn. Vấy cái bếp ra cho đỡ nguy hiểm cho trẻ em, cũng như cho những người nấu ăn cạnh bếp đấy. Thì hôm nay anh em cũng đã làm cái ống khói để đem vào, cũng như là sửa chữa lại cái bếp một chút đấy các bạn. Vậy là hôm nay là mình cũng đã nói với mấy anh tổ trưởng nhỏ, là nói với bác số 3 là hôm nay đến trang trại giúp trang trại một bữa làm cỏ cho khoai đấy các bạn, cũng như là ngô cũng đã ăn được rồi. Lần này mình sẽ làm cái bếp hoàn thiện cái bếp, cũng như là sẽ lấy ngô ra luộc cho mọi người thưởng thức những bông ngô đầu mưa. Vậy lại là giới thiệu cho mọi người đến cái bếp của anh em mình làm để mọi người về áp dụng để làm ở nhà luôn nha các bạn. Bây giờ ai ai chú đại yêu đem xuống này, đem xuống là làm là xong. Matteo con đi nhổ on đi. Mình có chó, mình có nói mà em Matteo vậy là em đi nhổ vào trước các bạn ạ. Bởi vì là anh em mình có đi ra đến cái chỗ ra cái lồ người ta động bạn này, bạn này cũng nhờ người ta động cho cái ông khỏi này, anh em mình vào muộn hơn. Cho nên anh em mình nói Matteo về đi nhổ là vào trước cho mọi người làm cỏ trước, làm cỏ ngố trước các bạn. Bon dia. Tudo bem? Tudo tudo bem? Sim, sim. Tudo bem? Ni. Obrigado. Đây các em nhỏ đây. Y chà. Nó vào một tờ ba. Hả? Nó vào một tờ ba. Xem ta ghi được với cô mẹ mi liu ní. Xem ta ghi cha bắt xa được với cô mẹ mi liu ní. Xem ta ngồi là ngồi. Vài ghi xem ta. Vài ghi xem ta. Ní. Tâm hồn. Các em nhỏ đi theo bộ mẹ đấy các bạn. Các em nhỏ đi theo bộ mẹ đi làm đấy. Này, chì bông em đây này. Í, mùi tù bi kè nù. Mới đè được. Đi theo bộ mẹ đi làm rồi. Đây. Còn khoái cũng ra nhiều đó các bạn. Cho nên là hôm qua anh mình cũng đã nói với mấy anh tổ trưởng tụi nhóm nó về trong bản, nói là về bác số 3 là nói mọi người đến là làm cỏ nông trại đấy, giúp nông trại một bữa làm cỏ khoái, cũng như là anh em mình sẽ lấy ngô và luộc ngô cho mọi người ăn thưởng thức những bông ngô đâu mua nha các bạn. Mọi người đang làm việc đấy, vậy đấy. Có nhiều cái cảm giác các anh em tổ trưởng tổ nhóm làm không kịp được, anh làm lái ra một bữa làm một ít, một bữa làm một ít đấy các bạn. Nên hôm nay anh em mình huy động. Bon dia, bon dia. Từ đâu vậy? Dạ. Nên mọi người làm cỏ đấy các bạn. Bon dia, từ đâu bộ? Từ đâu anh? Qua la lên đi. Thế qua la lên. Ô chô. Ya, bạn đi à? Bạn đi bài, ya. Tụi đâu anh bay? Ya, ok. Ya, hồi giờ tanh quan tụi bay chứ? Tụi anh nó có thể đi mày. Nó bắt xa tụi đâu? Ya, ô tụi tao bắt kì. Ô tụi tao bắt ra mà nó có đeo lịch lệ vậy. Vậy tiêm ra nó mà cái vai cái già mới thế. Là một số người là đang ở nhà trong khoái các bạn ạ. Đến nóng trà đây lấy giấy và hôm nay đang làm khoái ở nhà. Ya, tao bùng. À, số ba. Ahora. So ba pala con tu bobo ni te la ba forza de agora ahí fallen da ya tenga manjoka ya pronto de boy eu ya tira manjoka coña da tu bobo come ni ta bo nói bạn là nói mọi người là lần này mình sẽ chặt ngô và luộc cho mọi người thưởng thức, mọi người ăn ta bo. Ok mọi người vui lại các bạn ạ. Ya ta bo. Muốn tụ các pin đi bay. Dạ. À cái tên đệt, à tên đôi gì? Đôi gì amigo? Ta làm cái gì? Nó muốn tụ ra bị đủ, thì ra các pin. Hồi giờ em ra pha là công tụ đủ bộ, pha là cha ma công sô bà. Cha ma tụ đủ bộ, vay cái ayuda. Tụ đủ ấy lì, vay, thì ra muốn tụ các pin ra bị đủ. Nói bạn là 10-12 anh ở trường nhỏ ở đấy là sẽ không làm hay được cỏ đấy. Thế nên là hôm nay là nhờ, nói với số 3 là nhờ mọi người để làm giúp anh em một bữa nóng trại đấy. Dạ, ta bộ. Khoai đấy các bạn, này khoai đấy. Khoai này anh em mình đã để chỉ là nhân rộng các bạn, sẽ là mua vụ tới, nhân rộng của mua vụ tới anh em mình mà. Đây củ đấy các bạn này. Nhân rộng của củ này, xô bà. Ôi trời ơi, củ các bạn này. Đấy nha, đây là củ thật nha. Đây. Đây. Ôi trời ơi, đi luôn đây, wow. Đây các bạn. Đây, sẽ có súng nha.
không nghe sung nha bạn, này không không nghe sung nha, không nghe sung, đặt to luôn, không sung luôn, ok, đây khóa đây gọi này, to, thử xem nó có sung không, này không nghe sung đây còn, này khóa, trắng tinh luôn, à, cái này đang cầm lên, dùng hay dùng, cái này cầm lên là nơi là thử tẹt được cái bẹp 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 đường luôn, xem có được không, bởi thêm vài cùng nữa, ra em mới tụi cái đan này đi phải. Có củ mới bởi vai củ này. À cái tên, ở đây. Ôi trời ơi, cái củ khoai này. Wow, trời ơi. Anh sẽ bỏ giấy xuống, bỏ giấy xuống, bỏ giấy xuống. Hả? Cái này sao thu hoạch với lại giống xong nó là đao củ nó chia hết cho dân luôn. Mình có nảy không? Toàn là chia vậy cho dân. Để bây giờ cái mấy tên cũng là lên rồi. Ah, agora eu ia trabalhar lá, era muito muito bonito. Muito bonito. Já, você vai já vai ver? Sim, sim. Depois eu trabalho mais. Okay. Aqui já falta pouco. Aquele dia trabalhou mais lá, era. Aqui já falta pouco. Sim, depois sim. Eu já fazia tudo bonito. Ah, e, tá muito, muito bom. Ah, tá. Nói bác sư ba, bác sư ba có nhìn nơi mà mình nói bác là anh em mình chưa làm xong. Đấy là mới tẹt từ chưa làm xong để lát nữa anh em mình sẽ làm xong. Sư ba vào một cùng em đi. Depois vai 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 aqui. Lá lê rồi. Dạ. Tudo tudo ba đi. Terima forza. Depois mai, depois mai come mai yoga ni. Man 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 yoga ni. Ah bak. Ah bak lại về nha. Depois lấy ba cái ya. Nó tiền làm mai. Depois vào mình ta. À dạ, bà mới lại hại một cái thôi, bà khai thêm. Quang Hải. Tôi đủ bên. Dạ. Đây, đây, khóa đây còn, đây. Đoàn này vô làm mà anh tổ trưởng đấy. Mà anh tổ trưởng tổ nhỏ là một ngày làm một ít đấy. Đây, tới nay vô làm mà mọi người đã làm xong hết rồi. Mà giờ hôm nay đây kêu gọi mọi người để đây hỗ trợ ở phía bên dưới này các bạn. Đây, hỗ trợ mọi người phía bên dưới này cho sống. Cũng như là sẽ lấy ngố đấy. Lấy ngố để luộc cho mọi người thưởng thức những bông ngô đẹp đầu mùa luôn đấy các bạn. Ok nha các bạn. Đây là cái ông khỏi anh em mình đã chuẩn bị ở nha. Hôm nay là sốp à. Ghi mê tê. Mời hôm nay anh em mình đã làm đến đấy. Nhưng hôm nay anh mình sẽ cho ông khỏi lên đấy các bạn. Cho ông khỏi lên đây để cho khỏi đi ra ngoài. Đây là cái tâm tối này. Quên đem tâm tối nên tâm tối này cũng chưa ổn như lắm. Không sao thấy. Để chế lại. Hả? Đó tạp à. À cái đi nhu ơi. Sạp à. À cái này được đem cho. Đa đa đa. Cái này ra nở hơn. À cái ok, tạp à. Ok. Hôm nay sẽ làm lại nhé các bạn. Làm lại cái ống khỏi với là làm lại mình sẽ vấy lại. Vấy lại các như mọi người đã bình luận nên góp ý cho anh em mình ấy. Sẽ vấy cái bếp lại, vấy cái bếp lại cho đỡ nguy hiểm cho mọi người đấy. Thì hôm nay mình sẽ là chặt cây và lấy dây thép vấy lại hệ trừ một cái lỗ xuống, nó còn nó sẽ vấy lại những cái lỗ xung quanh cái bếp, anh em sẽ vấy lại hết. Đây liệu khỏi có bao nhà nữa hay không ạ? Đó là anh em sẽ tẹt thử cái ta bà tu đủ ní. À công ca và cái tanh, cái tanh va là agua basa. Nên mình nói mà người ta sẽ đào cái mạng hệ thống thoát được để cho mưa ra nước nó sẽ chảy ra ngoài. Nè, các bạn tinh ai cái các bạn tinh va là ai cái bắt xa, ê người ta sẽ đào một cái vải đường thoát được đây. Thì như các bạn đã bình luận với các bạn anh em mình đấy là sẽ làm cho một cái ống này ống khỏi cao lên khoảng tầm 5 mét, nhưng mà anh em mình đã cho người ta bán đấy, bán vạn này mà nhờ người ta đóng đấy, chỉ có vạn, chỉ có được từng này thôi các bạn, không có cao hơn đấy, vạn chỉ được từng này, nên mình sẽ làm đây, làm chỉ được có từng này thôi, tầm khoảng mình mét mấy, mét rưỡi, mét sáu, mình mét sáu vậy là thế mình đi, mét nữa là được 2m6 đấy, tầm 3m, tầm 2m6, à tầm 3m đấy các bạn, không được 3m, tầm 2m5, đấy, giờ mình tầm được 2m5 thôi các bạn,
nếu mà lạc mà khỏi không nợ khỏi mà không lên được lên khỏe thì anh em sẽ khắc phục lại như này thế nào đó. Và cậu ăn cũng có góp ý là với cái bếp này thì hôm nay anh em cũng là sẽ chặt que và vậy lại chỗ này lại chặt que và động que xuống và lấy dây thép vậy chỗ này lại để cho mọi người an toàn khi nấu ăn nha các bạn. Đây, anh em mình cũng đã chuẩn bị que đây. Phải vậy anh đi. Phải vậy anh công ca bà ba là. Odru ca bà ba là odru phải vậy đi. Mọi người là một số người là tẹt cái bếp đấy, còn một số người là đào giúp mình cái mướng để thoát nước đấy các bạn. Để hệ thống thoát nước để nó không bị tràn vào bếp đấy. Và hồi nữa sẽ tìm cho mọi người về cái bếp đi luôn. Mình sẽ làm cho hoàn thành cái bếp đó. Mình sẽ làm cái cọc động đây. Động tầm khoảng 1, 2, 3, 4, 5 cọc. Toàn này mình sẽ làm cái lỗ xuống đây. 5 cọc mình sẽ lấy dây thép mình gắn lại. Cũng như các bạn đã góp ý cho anh em mình là như vậy. Thì hôm nay anh sẽ dựa vào những cái góp ý của các bạn và sẽ làm cho cái bếp nó hoàn thiện hơn nha các bạn. Ok các bạn, có gì các bạn chờ đợi anh em mình sau khi hoàn thành nha. Ok các bạn, sau một lúc thì anh em mình cũng đã làm xong cái đường thoát nước với là đường dần khỏi nha các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ động que và vẫy lại khi khu lô này, cái hộ này anh em sẽ quay lại. Cùng đây, anh em sẽ đóng que và là sẽ lấy dây thép quay lại đây các bạn. Để an toàn cho mọi người cũng như là đây, anh sẽ đóng xuống. Đây, anh em cũng đã xây bậc thang cho mọi người đi lên đấy. Chút đỡ nó hơi xấu đấy. Vậy như các bạn đã bình luận thì làm cái bậc thang cho mọi người đi lên. Đây, anh em cũng đã làm sửa chữa lại, nâng cấp lên một cái bếp hoàn thiện hơn. Ai vừa đại yêu bà tê, nhờ anh ấy động cho tí nhá, mệt các bạn. Đây sẽ làm. Còn đây là hệ thống thoát nước đấy nha các bạn. Đây, các bạn cùng đã góp ý cho anh em mình đây sẽ làm hệ thống thoát nước đấy. Để cho nước thì không bị tràn vào bếp thế này. Này anh em cũng đã khắc phục và đã làm. Cũng như ông Khỏi đây. Ông Khỏi này anh em mình cũng làm đây là một cái hộ chữa. Nó tập 30 tụ ao tủ ní. Nó tập 30 tụ rồi. Tiết ra y qua lì công ê lì. Anh ý, tiết ra. Nó mà các bạn, nó mà mày em là. Nó mày anh là đau nha. Cho băng chứ không đoàn tập tập bao. Tập bao y qua lì tập tê ra. Ní. Nó ta bảo một tụ auto, ai cái auto ta bảo. Ừ. À cái tia mai, ní. Tia pho à. Mà các anh là sẽ không tấp cao đâu, sẽ làm băng một mặt đất ở phía đằng trong đấy. Còn đấy là hệ thống thoát nước, mưa là nước sẽ chảy đi ra đây hết nha các bạn. Sẽ không bị tràn vào bếp nha. Đấy còn ống khói thì anh em mình cũng là đào một cái hộ, đoàn này anh em cũng đào một cái hộ chữa khói đấy. Và sẽ dựng ống khói ra bên này để cho nó cao hơn mà. Cao hơn khỏi trên mái nhà các bạn, để khỏi nó không bị tràn vào nhà đấy. Đấy. Thì công tác chuẩn bị cũng gần xong rồi. Nhớ là chỉ có động và vẫy lại cái chỗ lô chỗ của người xuống để củi nữa thôi. Còn sẽ la sóng, rồi là sẽ anh em sẽ đi nói mọi người đi chặt ngô và sẽ tết bếp lại lần nữa xem bếp hoạt động có tốt không nha các bạn. Lớn. Đóng đi. Nó tên lục lem. Ba tên nó tên lục lem. Mọi người sờ bầy chứ nó không bầy được. Đất này. Ba tên nó tên lục lem. Đấy, có bầy đâu. Nào. Eo ya mua chục force à. Này cho bầy ấy. Mua chục force à. Nó đà ba tiêu. Quý đa đồ ní.
cẩn thận mơn bột búa lên trong đó loạn quá loạn quạng luôn này. Bảy đâu được đó, bảy đâu được. Dạ y qua đi, auto y qua đi. Băng chưa, băng chưa? Mai. Phát xả đâu tên mình lục lèm. Tao mà quy đa đủ. Ní. Ok, tao bông. Tao bông. À, đợi bố con ta kì. Này, lấy cả nước. À kì. À kì. À kì. Đoạn này không cần đâu dùng nhỉ. Hả? Hả? Không phải động quẹ đấy, đều dán ra tới đấy gì lắm. Ê, ba. Đi đưa tú. Tá bông, ba tê. Chỉ dán ra đấy đó, từ đấy là lại đâu này thôi. Còn bên này là không. Này, động chắc chắn luôn. Này, sẽ lấy dây thẹp với lại. À kì ra cơ bố. Yêu tụi a có ra và tiết ra cắt tà nà ní. Vài con tà mi lưu mà mê tê kì. Để bôi tiết ra măn cho cả. Mát mát xa cho cả. Ní, tiết ra mát xa cho cả. Này, thế là nói mày anh này đi giúp mình chặt ngố vây bỏ đấy. Là hoan thịt bếp nó lại ngố đá xong là luộc luôn. Con tà vè vè bênh ní. Tênh quan tù bê xô à, con tà y qua lì bơ mà mát xa cho cả. Ní, sơ ung xung bê xô à. Qua tù đù xin gấu tâm ông. Mát xa cho cả. Tênh minh tù có tầm mai nó thành đúng lem này. Này mày anh nó chặt ngố như vào để nậu cho mọi người ăn một hôm như là nhiều luôn. Thưởng thức một bữa là nhiều luôn. Không là lần được người bóng hai bóng này hết rồi, nó này mất ngón đấy các bạn. Để mình lấy dây thẹp. Ok. Lấy dây thẹp ở trong xe nó có một ít bánh các bạn ạ. Đây thẹp ở trong xe có ít bánh đem ra cho các em nhỏ rồi. Đây ngồi nghỉ đây luôn. Có mẹ bu ra xa. Đây đà ní. Đây lấy dây thẹp bạn ạ. Vô lòng trong xe lấy dây thẹp ở chỗ anh lứa ít bánh cho mấy em đến đây luôn. Nó phải là obrigado. Aki người cãi này không được có cho tiếp nhá. Tay phao tà đâu đôi ni bye bye avo đây Aki. Ô hết rồi Aki đã ghi ăn xa đi. Hết rồi các bạn ạ, đây lấy dây thẹp và có thùng vải nghe lấy ra cho các em luôn. Acabo. Muito obrigado. Đây máy là bao lại dây thẹp đấy, bao lại dây thẹp mới thấy giờ thùng bạnh trong ấy. Một ít nếu mà là một thùng các bạn này. Cho mẹ em luôn. Này, mình sẽ lấy thẹp đây, mình sẽ dán lại đây lại hết. Aki. Dạ, phết sa tu đủ ơi. Phết sa. Quy đã đủ kim mu tu kien sa. Nói bạc là mình sẽ ra ở chỗ này lại để cho đỡ nguy hiểm cho các em nhỏ đây cũng như người lớn đây các bạn. Dạ, ba tê. Đây cũng như là anh em mình là làm được hoàn thiện cái bếp này cũng là cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã cho anh em mình những góp ý đấy, những góp ý và những bình luận ở dưới video đấy. Nên hôm nay anh mình sẽ nên hôm nay anh vào đây cũng là như hoàn thiện là chiếc bếp cũng như là sẽ tẹt bếp giới thiệu đến với mọi người cũng như là làm cho mọi người luộc cho mọi người thưởng thức một bữa ngố một bữa ngố đẹp đầu mùa nha các bạn. Tôi mà đấy đây sẽ lao như thế này. Mũ thẹp đấy, thẹp như gửi mà hơi nhỏ đấy các bạn nhưng mà đã vượt qua đây là sẽ mắc lại đó không sao đấy. À kìa. Đi có ta mi liu. Đấy, số anh đang đi chặt ngô. Đấy. Để vác về, đem về để lát nữa là luộc lên cho mọi người thưởng thức một bữa ngô đẹp đầu mùa đây các bạn. Cũng như là tẹt bẹp luôn.
Tại cái bếp đó xem hôm nay nó đường khói vô nó đã tốt hơn chưa? Khói vô nó có hụt mạnh hơn không? Có khói trả bài đây nữa hay không? À, cái nó nấu cá yêu. Bây giờ bà nấu cá yêu cái bồ đà củ. Nói mọi người là làm cái này. Phát xa, bát xa kì. Mình tên Lê nhà. Cái cá yêu, tên cái phiêu, công bào. Cái kì em xa. Nói người là làm cái này lại là mà em nhỏ mà có ấy dùng đời hơn, không bị đời nguy hiểm hơn cho các em nhỏ cũng như là người lớn như các bạn. Sau một lúc thì anh em mình cũng đã rao sóng cái hộ lại cũng như là hoàn thiện cái đường mướng được với là ống khói đấy các bạn. Còn bên kia thì mọi người đang chuẩn bị lấy ngô đã, lấy ngô chặt ngô. Mọi người đang chỉ chặt ngô để luộc nha các bạn. Đấy, bên kia đấy. Như hồi, vui như hồi nữa các bạn ạ. Đấy. Đấy, vui như hồi luôn đây các bạn. Đấy. Một số anh chuẩn bị đồi hậu cân ngô. Còn đoạn này anh em sẽ dán một giấy thôi. Tại vì đoạn này sẽ mình còn bỏ nồi để nấu nữa. Ê, cót ta ní. Ê, cót ta kìa. Cót ta. Cót ta kìa. Ê, cót ta kìa. Quý đa đủ. Cẩn thận. Yeah. Đấy. Sẽ cuộn đây. Đoạn này mình sẽ dán một giấy thôi. Tại vì là đoạn này còn chỗ nấu ăn đấy, bỏ nồi đấy. Cho nên anh mình sẽ làm một giấy. Đấy. Vậy là anh em mình đã hoàn thành cái bếp. Còn lát nữa sẽ tẹt nấu đường khói như thế nào, với là củi nó chạy thế nào thì chưa biết cái nhà các bạn. Lát nữa là sẽ biết, lát nữa thử sẽ biết. Asoba. Agora ya pa ya acabo todo. Ya acabo todo. Ya de voy a meter leña. Mete leña. Mete leña no chao. Lang ba chu. Aquí. Fuego mucho fuerza aquí, panela. Aquí, panela grande. Aquí panela pequeño. Doy nado. Ni coña doy nado. Mình nói đang giới thiệu với bạn cho ba là cái bếp này sẽ nấu được cả hai bên, bên nồi to bên nồi nhỏ. Đấy. Aquí ya pa ye. Ni nấu da beso aquí. Cái ya sa cái yo aquí. Tanh bô ra củ. Còn lại bạn là cái này là mình vấy lại. Mình vấy lại để cho an toàn với cho mọi người đấy các bạn. Không cả củ vấy là các em nhỏ đấy. Đấy. Làm cho nó chắc chắn luôn. Đấy. Còn bên kia là vui như hồi. Chặt ngô. Mateo. Aki ya ya kabo. Hotabo. Nào. À. Capi. Của mọi người ở đây cũng là làm cỏ sống đấy các bạn. Đấy. Tabo ni? Hả? Tabo. Muốn tabo? Dạ. Aki nấu cả yêu aki. Đây, đấy. Aki thank you ấy. Đây, thank you ấy. Đây, mình đã vấy lại an toàn. Đấy. Đây, anh cùng là lấy gạch và sấy đoạn này là cái chỗ đi lên cho mọi người lên xuống này. Đấy. Đấy. Tabo. Đoạn đấy là cái cửa đấy các bạn. Cái cửa đi vào. Đấy. Đoạn này là anh em mình sẽ dán. Đây, dán giấy hết đây. Dán giấy hết. Đấy. Toàn bộ này là anh em mình sẽ dán giấy lại hết đấy các bạn. Đấy. Này, sau một hộp lục thì cũng đã hoàn thành được chiếc bếp hoàn thiện hơn nha các bạn. Mình lưu mũi tù gà ran đây. Đây, đây ngồi đây các bạn. Đây, đây một đẹp Việt Nam mình đi nha các bạn. Hạt này. Hạt đây các bạn. Dây chín chít. Ai chà. À hô dù ra coi nhà đôi ba này là gà ran đây. Đi. Cái bếp này là này, cái nồi này là của ở trang trại các bạn. Cái nồi này là nồi của ai ạ? Mọi người làm việc ở đây thường nấu ăn hàng ngày ở trang trại đấy, cho nên mình sẽ nấu cái nồi này ở cái bếp, ở trong cái bếp này có cái nồi to này, anh em sẽ nhét một cái bếp ngoài để nấu nha các bạn, chứ không thể nấu ở trong này hai nồi được, tại vì nó một bên to bên nhỏ ở đó. Cái bếp này anh em làm để phục vụ mọi người ở đây đấy, cho nên là sẽ không đào hai cái lò to để nấu hai cái nồi này, sẽ đào một cái lò to với cái nồi này và một cái lò nhỏ là với cái nồi nhỏ của mọi người thường nấu ăn hàng ngày đây các bạn. Con nồi to này là anh em sẽ cho mọi người nhét lửa ở phía ngoài và luộc ở phía ngoài nha các bạn. Đấy. Đúng vui như hồi này. Massage cho cá mũi tù gran đi. Ừ. Hỏi mọi người là ngố to không? Đấy, ngố to. À ghi massage cho cá ghi Việt Nam mi ta. Xin mang tì Việt Nam mi ta. Ừ. Phải. Ừ.
đây, cũng như là hôm nay anh mình đã hoàn thiện đây các bạn này. Đây, cũng như là cái ống khói đây của anh em mình cũng đã đóng một cái thùng để cho khói phải lên phía trên đây nha các bạn. Đấy, đây này, đây. Anh mình chứ có cái tối này anh mình lại tạm cái máy tối rồi chế thế nào anh em mình sẽ có máy tối mới thì mình sẽ thấy ra nha các bạn. Hôm nay là tạm thời là làm như vậy đó. Đây, còn đây là anh em mình đã đắp lại cẩn thận. Còn đây này sẽ có một đoạn này là sẽ có một cái hố đây chưa khỏi để hụt lên đấy đấy. Theo hình theo công thức là như vậy nhưng mệt nó có hụt hay không thì mình chưa biết được nha các bạn. Đây. Hôm nay là ổn đây. Hôm nay là ổn rồi, nếu mà trống cho nó thành công thì là lần nữa là mình sẽ tiền thể có mọi người ở đây luôn, là mình sẽ hướng dẫn cũng như là giới thiệu cho mọi người về chiếc bếp này để mọi người về trong bản đây các bạn áp dụng theo anh em mình và làm theo một chiếc bếp như thế này đây các bạn. Ok nha các bạn, sau một lúc thì cũng đã được một nồi to rồi. Còn Agora em bà gì ayuda bay Kasima đi bút cả Agora đi, cái nồi to này anh em sẽ luộc ra ngoài các bạn, sẽ luộc trước cái thời trời mới đây các bạn, trời trời mới mới đây ra bị đủ ra bị đủ đi. Con bếp nồi này anh mình sẽ luộc cái nồi này, sẽ tẹt tẹt cái bếp ở trong này. Ra bị đủ tay su bà trời sắp mưa đây các bạn. Đây anh em sẽ cho luộc cái nồi to trước. Ra bị đủ ra bị đủ mẹ leo ơi, anh em cho luộc cái nồi to ngoài này được. Ê mẹ tay phô cũ đi. Ra bị đủ ra bị đủ. Còn là ở dưới kia thì mọi người cũng đã làm xong cỏ cho khoai rồi các bạn ạ. Làm xong hết rồi. Mọi người bắt đầu lên đây cũng là được xem anh em mình giới thiệu về cái bếp. Lần này anh em mình sẽ giới thiệu về cái bếp cho mọi người cũng như là cùng nhau luộc ngô để thưởng thức luôn nha các bạn. Ok nha các bạn, sau một lúc thì anh em cũng đã chặt xong ngô, bắt đầu chuẩn bị luộc. Đây, bắt đầu nhén lửa nha các bạn. Đấy. Đây. Giờ bắt đầu nhén lửa nha các bạn. Đấy. Mấy tên lên nha. Giờ bắt đầu nhén lửa các bạn ạ. Đấy mình. Không biết khỏi có đi ra ngoài hay không hay là khỏi tù lại ở đấy nha các bạn. Cái đoạn này anh mình cũng đã rao đây này. Mấy tên ở đây nấu cà yếu ní. Đoạn này anh em mình cũng đã rao lại rồi, đã rao chặn lại đây các bạn. Nên là sẽ không nguy hiểm đến mọi người nữa đây các bạn. Đây lửa chưa đỏ nha các bạn. Đợi anh em mình một tí. Lửa đỏ là sẽ xém khỏi nó đi đâu nha các bạn. Ta bố à? Mọi người là ngạc nghĩa lắm. Mọi người là rất ngạc nghĩa tại cái bể như thế này đây các bạn. Đây anh em mình chưa nhen mới bỏ củi vào chứ chưa đỏ được đấy. Đợi anh em mình một tí. Mọi người nẹn chơi mà anh em mình một chút nha các bạn. Đây minuto mà. Đây minuto. Có con vendo con mất chấp Vindi. Vindi. Vindi singu. Vindi minuto. Vindi singu minuto. Mấy nào mọi người ta tắt cả. 25 để mà. Lửa đã cháy rồi, tầm cỡ 25 phút là chín đấy các bạn. Nhưng mà hồi anh em mình nấu đấy. Tầm cỡ 25 30 phút là chín đấy. Còn ở ngoài kia là một nồi to đấy các bạn. Ngoài là cái nồi to lại là nồi anh em mình đem ở nhà đi đấy. Nên cho nên không nấu ở trong này được. Tại vì cái bếp này anh em mình chỉ làm phục vụ cho mọi người là một cái nồi to ở trong đáng trai đấy các bạn. Với là một cái nồi nhỏ đáng trai đấy thôi. Còn cái nồi to đó là nồi to của anh em mình đem ở nhà đấy, nên không nấu được trong cái bếp này nha các bạn. Chế độ hay. Đây đỏ rồi. Đấy, chuẩn bị đỏ rồi. Đấy. Khỏi có đáng quá đấy không? Dạ. Ok, tên kìa. Tên phụ mụ và cây ơi kìa. Tụi đu vai 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 tên kìa, tên phụ mụ, ok. Ok. Đây ơi, ok, để trong này không có khó đến nha các bạn nha. Đây, đúng không ạ? Ok. Đây, hôm nay anh mình là làm lần một cái ổng khỏi là giờ khỏi là đã đấy nha các bạn. Ở đây, trong này không có khỏi, Cabin ơi. Anh ấy không có khói nha các bạn. Đấy. Ở phía trong bếp nó không có khói đấy. Này ơi, khói tất cả khói là giờ đi ra ngoài này. Thế đây. Ta vô đi. Để bôi, tôi được vô bù đi. Vai ca dao. Pha je su ngi la le ra. Igua eli. Pha je mai bi kenu. No pha je grande igua pha je da. Vai ca dao, pha je su ngi. Đây mọi người là hôm nào phải là xảy một cái giống như này đấy. Là gì? Đây khỏi đã qua đây đây. Aki nấu tanh như mà theo. Vẫn có như có ít các bạn ở đây. Đây được đấy. Như vậy là hoàn thành rồi. Yeah. Thành công các bạn.
Được, được. Sau này không có khỏi nữa đây các bạn này. Đây. Này khỏi. Này rất ít luôn nha các bạn. Này. Giờ phải so sánh với cái bể bên kia thì bên này rất ít khỏi luôn đây các bạn. Không có khỏi luôn đây. Chỉ còn là những cái củi nó chạy ở phía ngoài thế là nó khỏi nó bị trao lên đây thôi. Còn lại mà đã chạy đó nó sẽ hụt lên đến đây hết đây các bạn. Đây. Đây. Hôm nay mình đã hoàn thành được cây ống khỏi cũng như là hoàn thành được cây mướn nước được các bạn. Đây, mướn nước mình cũng đã cho mọi người đào để cho không được nước này nước nó sẽ không tan vào bếp đây các bạn. Đấy. Tamo đi. Tamo. Aki. Avara. Senta. Ni. Senta. Xin Vin thì xin gù minh tu. Ni, là nói người là giờ ngồi nghỉ một chút tầm cả 25 phút nữa là sẽ được tira mi liu. Tira masaroka. Come ni. Hoje eu já com a cozinha mindo aqui dois banana grande de bobeira tudo come mais aqui tá bom né con quan là cái bếp to các bạn. Đây khỏi đây khỏi bụi đây đây đấy đây và cái bếp của anh em mình trong đấy là không có khỏi luôn đây các bạn. Này không có khỏi luôn, khỏi đâu hết trời đến động ngay đấy. Đây, cỏ nhưng mà cỏ rất ít đấy. Mấy cái cây củi nó chạy phía ngoài đấy. Đây. Được đấy. Thành công đấy rồi dùng ạ. Như vậy là đã thành công rồi đấy. Đây, khỏi đây. Mọi người đang càng nghĩa đây. Tại vì đang cái này chứ gì cho mọi người đâu khỏi đấy đâu mọi người chưa biết đâu đấy. Giờ mọi người đã đứng đấy là đứng luôn nhá, không vào đâu đấy. Đừng nhìn khỏi vậy chứ không vào đâu đấy. Khỏi. Nhá. Mũi tụ bông đi vào sao bà. Mũi tụ bông. Cuộc Aki suva passa tudo água lá vá lá aqui devo eu já levar aqui chapa mete bem hoje eu já quer si mình nói bác số 3 là hôm nay tại vì mình quên cái tầm tối nên tới này đấy mình quên mất hôm sau mình sẽ đem vào mình sẽ làm lại cho nó gọn gàng hơn nên nó sẽ nước nó sẽ không vào được ở trong này nha các bạn. Đấy tá bom. Vin thì xin gù minuto đi để bôi ba cái giàn đi pha dây qua đây lì đi nha. Thằng nội mày người ta nhỡ nhá về nhà pha dây qua đây lì đi. Đây các bạn, đây củi đây. Đây hôm nay đã hoàn thành rào chắn đây các bạn, rào chắn đây là cửa xuống. Đây con này hôm nay là củi đã chạy đấy nha các bạn. Này củi chạy nhưng không có khỏi đấy, khỏi đi ra ngoài kia hết đấy, rất là ít khỏi nha các bạn. Này anh em mình cảm giác là hôm nay anh mình đã gần thành công đây. Thành công đây. Tạm ơn. Dạ. Dạ. Vin thì xin của minuto. Nào các bạn. Này mọi người giờ nó không vào đâu các bạn. Đấy, đừng mai nhìn khỏi đấy. Đây những cái khỏi này là những cái khỏi ở phía cái củi ngoài đấy. Cái củi ngoài nó chạy không tần bao trong mà đấy. Không chạy thôi. Ở phía ngoài này nó chết bị trao đá đấy. Còn mà ở trong cả nó sẽ hụt trong cái hệt. À thì đã làm bông khỏi cáo bởi nó sẽ hụt ra ngoài. Ok nhé các bạn, sau một lúc thì ngô cũng đã chín. Đây, tầm cỡ 25 phút. Đây các bạn, đây ngô thôi đây. Ra vào đôi tùng, đây tầm 25 phút. Các bạn thấy không, không lửa đây, lửa không khỏi mà được sôi đây. Đấy, nhưng anh em mình hôm nay mình đã cảm nhận là đã hoàn thành được kiệt bếp đấy các bạn. Đấy. Mũi tù ra bị đủ đây mày. Đấy đi. La lên ra đi. Cô gì nha, mũi tù ra bị đủ. Đi. Mũi tù bông đi. Dạ, mình gọi mọi người mày bạc là bếp bên đầu rất là nhanh đấy. Dạ pronto, agora tira. Aqui na pronto. Dạ. Pronto. Dạ. Tira. Ê các bạn. Ê. Vamos. Ui. Đây anh em sẽ mình luộc hai nồi luôn các bạn. Đây bên kia một nồi, bên kia một nồi to nữa đấy. Đấy khỏi đấy các bạn này. Này bên đây là khỏi ở dưới đây, anh em cảm tưởng là khỏi nó bị dừng dưới đây. Bên đây là khỏi đi lên trên đây. Này trong nhà không hay có một tí khỏi nào nha các bạn. Đấy đã hoàn thành. Ây xì ê quá đạt tạp mà. Đây cái nồi này to, nấu trưa cũng đã chín luôn các bạn. Đây hai nồi đấy đang nồi xăm. À tôi đùa. Tôi đùa đi, ní. Ai chủ đại ưu tiên đa tôi đùa. Bê bô bù, ní. Ai khi. Amigo, 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 du bi.
Aí, acabou o babuca mais, né? Ixi. Mindo, agora, hoje eu já coi nhà Mindo, né? Tudo, ao comer, acabou o babuca mais, né? Não tem problema. Là mọi người là giờ là một người bão bắp đã ăn hết lại lại tiếp không thể cầm được nhiều nên gió nóng đấy các bạn. Aki, obrigado. Súng bay, mà đéo ơi, súng bay xóa, tết, để bôi tay con mẹ, tay vai bút khả mai đi. Nó mà tiện là nhớ là để cho một người, hạt cho một người báo bắp đã là được cọ con lại tiếp. Có ngố to ngố nhỏ các bạn ạ. Đấy cái lưỡi đi chặt sáu là nó bị nhỏ đấy. Đây. Nhỏ nó mới Aki. Đây. Nhỏ nó sẽ cho bồn bông. Anh qua tôi đủ, anh cái bi ken đủ đã. Qua tôi đủ ní. Đây nhỏ là bồn bông, to là ba bông. Đã nữa là lấy tiếp. Nó pha la. Pha la kì. Pha la bi ken đủ. Apai. Aki. Đây. Cuidado é pa pai. Muito quente ni. Cuidado. Aki. Tá quatro du. Ya. Cuidado ni. Aki. Đây à, anh em vì đợi các bạn ạ. Hôm qua thông báo là mọi người là đến đây ăn ngố. Đây anh cùng đi với mọi người đến nông trại đấy. Aki. Wow. Mọi người nóng là mọi người lại bi vậy là báo. Dạ. Ta là ôi ga được. Nóng quá. À kì. Quá tù đù. À kì. Quá tù đù. Ôi ga được. Ông. Grande. Tên grande, thích bông to, thích bông to có bông to. Grande. Apai. Ah, để bác gà, mua tù ken thì. Nóng quá. Aki. Yeah. Yeah. Ya. Ayah. Eh sobat, komen ni. Ya. Cuba ke mana? Eh kau baca. Eh. Utu. Oman wan dia apa yang oman apa juga lah. Abang tu ni wajah pula. Eh. Ayuh dah tidak ada tu dua bumbu ni. Nih, mari manggil pada orang. Nih, aneh kawan. Nih. Eh, pala mời các bạn ăn. Đây. Đấy. Maya. Đây. Đây, mọi người là một người bóng ăn đây các bạn. Đây, mọi người mời mình này ăn đấy. Cuya đâu cuya mày? Cuya. Cuya. Mời các bạn ăn. Các bạn ăn. Đúng rồi. Đây, đây bên đây là Cuya. Cuya. Đây được nhiêu là anh em mình luộc nhiêu là. Đây, ai cũng có rồi, mình đang con rất nhiều trong nồi đây nha các bạn. Đây. Ai cũng có rồi, mình đang con rất nhiều trong nồi đấy. Em đi rồi. Tí là mai đi. À. À gọi là tên về bây giờ của mẹ Agabo. Tí là đa mai đi. Nói mày em là ai mà ăn thấy đó là phạt cho mọi người tiếp đây tại vì là nhiều mà. Quy à? Quy à? Tao bảo. Đấy. Cô mẹ cơ bố bài bút khả mai đi. Mọi người đã ăn hết là lại tiếp nhá, đang ngủ đang con nhiều lắm. Dạ cơ bố. Bút khả mai. Bà bóng đã ăn hết rồi. Dạ cơ bố. Dạ.
Đây ba bông ăn này đây các bạn này. Bút cà mai ghi tên mình rồi. Bút cà mai tên mình rồi. Hô dự. Eo dạ hô dự eo dạ. Eo dạ cô ra cô nhà mình rồi. Tira tira. Thì ok các bạn. Trên đầu video anh mình cũng đã nói là hôm trước mẹ anh em mình cũng đã có làm cái bếp đấy để về phục vụ mọi người nấu ăn ở nông trại đấy. Thì cũng chưa hoàn thiện ấy, vậy là có nhiều chỗ chưa hoàn thiện ấy. Thì anh em mình cũng đã đọc góp ý của các bạn trong cái video lần trước. Thì hôm nay anh em mình cũng vào đấy ra để hoàn thiện như kiểu là đấy, anh em mình sẽ đã làm một ống khói đi lên chồng lên ở phía đến cao, cũng như là lấy tốn đầy là khỏi nước mưa vào, cũng như là làm đào mạng để cho nước chảy ra ngoài để không nước sẽ không vào trong bếp đấy các bạn. Cũng như là hôm nay là ngô cũng đã ăn được rồi, mình cũng nói với bác số 3 là gọi mọi người đến đấy để làm cho hỗ trợ nông trại một bữa cỏ, làm cho nông trại một bữa cỏ, cũng như là anh em mình sẽ lấy ngô ra để luộc cho mọi người thưởng thức những bông ngô nếp đầu mùa ở Việt Nam mình nha các bạn. Thì bây giờ để mọi người ăn đủ mà về video này, anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Nếu các bạn thấy video hay ý nghĩa, hãy cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đồng Bào Lùi Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi để anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Tudu Phala chào các bạn. Giờ đang mắc lại ngủ bạn. Đây. Xin bắp các bạn. Xin bắp nha. Cá bín đây. Này cắm đi, hay cắm với anh, cắm. Cắm với anh đi. Ok. Ui trời, cho bóng mơ. Để ba gà. Này máy là luộc nhiều đây các bạn ạ. Luộc nhiều đấy. Để ba gà. Đây các bạn, đây quý đây baby. Đây. Còn rất nhiều đây các bạn, đây. Một phạt một người một lần, bây giờ trong ngôi còn rất nhiều. Để ba gà. Hết đa tôi đủ đi qua lấy ní. Aki tay ngung tôi đủ ní. Aki tay đôi ní. Chúng ta mày em là phạt cho đều. Một người nào hai bóng là hai bóng cả, mà người nào ba bóng là ba bóng cả. Cho đều đấy các bạn.